quý phụ huynh và các con học sinh thân mến, chào mừng các con đã quay trở lại chủ đề 10 vạn câu hỏi vì sao. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu chủ đề vì sao con dung đất nó bị đứt đôi ra mà vẫn sống được. Các con hãy quan sát hình ảnh con dung ra đây. Đây là con dung, nó đã bị đứt đôi rồi nhưng nó có thể vẫn sống được đấy. Bởi vì sao? Bởi vì cơ thể của con dung đất vừa mảnh lại vừa dài, len lỏi trong bùn đất tơi xốp ẩm ướt nên nó rất là dễ dàng. Một hôm có một con dung đất bị chiếc cuốc của người nông dân chặt đứt đôi ra, nhưng sau khi nhìn thấy con kiến, nó đau lòng và nó khóc. Nhưng con châu chấu nói: "Kiến ơi, đừng lo, con dung đất không những không chết mà nó còn biến thành hai con dung hoàn chỉnh đấy. Khả năng tái sinh của con dung đất rất là mạnh liệt. Phần thân trên thì sẽ mọc ra cái đuôi mới, còn phần thân ở dưới thì sẽ mọc ra một cái đầu mới." Nghe như vậy, con kiến vô cùng kinh ngạc. "À, thật ra con dung nó lại hay như thế à." Còn dung đất bị đứt đôi ra mà vẫn còn sống đúng không các con? Đúng rồi, con dung đất rất là hay. Khả năng tái sinh của con dung thì rất là mãnh liệt. Khi nó đứt ra rồi thì nó có thể cái phần đuôi thì nó sẽ mọc thêm cái đầu, còn cái phần đầu thì nó sẽ mọc thêm một cái phần đuôi nữa. Ngoài con dung đất ra thì con sao biển hay là con hải sâm cũng là những loài có khả năng tái sinh rất là mạnh mẽ nữa đó các con. Bài học của cô ngày hôm nay đã kết thúc rồi. Hẹn gặp lại các con vào những bài học lần sau. Hãy nhớ ấn nút đăng ký để nhận được những bài học mới nhé.